Đó, con cá kìa, anh chị thấy không? Trời ơi, lần đầu tiên mà Quyền Trang thấy cá nó bơi gần Quyền Trang như vậy luôn á. Mà cá sông á anh chị. Đó, nó đang bơi kìa. Kìa kìa, anh thấy con cá không anh? Đó, thấy không, thấy không? Đó, bơi gần ghê ha. Mới đầu em thấy nó xanh xanh, em tưởng con tôm chứ. Rồi, hôm nay á là Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất sầu riêng có mặt tiền view sông đàng hoàng luôn ha. Với tổng diện tích là 3.460 m², chủ đất kêu giá là 1.2 tỷ m², tính ra hết thảy luôn là khoảng 4 tỷ 150 triệu đó. Bây giờ Quyền Trang sẽ đi quay cho anh chị mình xem nha. Đây, cái vườn của mình rất rất là đẹp luôn đó. Rồi để Quyền Trang đi ra ngoài lộ nhựa rồi Quyền Trang quay ha. Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Thạnh Lộc, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất view sông, một miếng đất trồng sầu riêng view sông luôn, với giá là 1.2 tỷ 1.000 m². Và chủ đất bán hết đó là 3.460 m². Tổng hết luôn là giá là khoảng 4.150 tỷ, mà giá cả còn thương lượng nữa. Thì Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Ở đây á là xã Thạnh Lộc của huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì nó sẽ gần với chợ Thành Bắc hoặc là chợ Thạnh Lộc, hay là anh chị có thể tìm ủy ban nhân dân của xã Thạnh Lộc á là mình sẽ ra ha anh chị. Thì từ ở cái vị trí đất á mà mình đi ra ngoài con đường tỉnh lộ 865, là anh chị đi cái hướng này nè, thì mình đi khoảng tầm chừng 200m cho đến 300m thôi là mình sẽ ra tới ngoài đường tỉnh lộ rồi. Thì cuối video á, Quyền Trang sẽ chạy xe máy đi ra ngoài đường tỉnh lộ luôn, và chạy một vòng cho anh chị mình xem mật độ dân cư ở quanh đây ha. Thì trời ơi, nói chung á là trước tiên là anh chị thấy con đường đan của mình chưa? Con đường đan này á là xung quanh nhà cửa rất là đẹp luôn nè. Ở đây mà anh chị xây nhà vườn là hết ý luôn. Cảnh sắc đồ rất là đẹp ha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa anh chị? Em thấy là anh chị chiều chiều anh chị ra đây mình ngồi ngắm đồ cũng ngon ha. Thì đường đất của mình đó là xe ô tô vô tới mặt tiền lộ đa này nè, nhưng mà đất của mình đó là sẽ nằm bên kinh ha anh chị. Thì ở đây là có chỗ để mà anh chị quay đầu xe luôn. Thì cái miếng vườn xa vườn mà cái miếng vườn sầu riêng mà em giới thiệu cho anh chị là cái miếng vườn bên này nè. Còn đây là cái chỗ mà mình để xe ô tô, đồ đậy xe, uống nước, cà phê, đồ. Chủ cái này là bên chủ đất á, người ta xây sẵn luôn, để mà cho anh chị mình á là chiều chiều á mình có thể ra đây nè, mình ngồi uống cà phê ở đây ha. Hoặc là anh chị mình có thể đậu xe ô tô ở đây. Thì nếu như mà anh chị đậu xe ô tô ở đây á, anh chị mình có thể xây thêm một cái nhà mát á, rồi anh chị kéo lưới á, mình làm cái hàng rào ở đây để mình giữ chiếc xe ô tô mình ở đây thì cũng được luôn ha anh chị. Đó, nói chung là khung cảnh thì rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái chỗ mà đậu xe ô tô của mình ha. Đấy, chủ đã thiết kế sẵn một cái này gọi là cái gì anh chị? Đưa ra như vậy, gọi là cái thiết kế cái hành lang để mình ngồi nghỉ mát ha anh chị. Rồi tự nhiên cái Quyền Trang quên dùng từ như thế nào rồi, anh chị tự nhớ dùng Quyền Trang nha. Thì bây giờ là đất của mình đó là sẽ từ ở cái mặt tiền lộ đan xe ô tô vô tới được, nhưng mà đất của mình là sẽ nằm bên sông ha. Thì mình sẽ có một cây cầu đây. Sau này á anh chị mình muốn xây cây cầu bự hơn thì cũng được, còn nếu không thì anh chị vẫn để cây cầu này cũng được ha. Đó, anh chị xem nè, đây khu vực ở quanh đây thì nhà cửa đông đúc lắm nha, anh chị mình cứ yên tâm. Đó, view sông của mình nè anh chị. Sau này anh chị mình xây thêm một cái nhà mát, mình làm bờ kè, mình xây thêm một cái nhà mát ở ngoài này nữa là tuyệt vời luôn ha. Thì cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị là miếng đất này nè, sẽ trồng sầu riêng được 4 năm rồi, còn khoảng 1 năm nữa là mình sẽ bắt đầu cho trái nha. Thì diện tích của mình là 3.460 m², và chủ đất kêu giá là 1.2 tỷ 1.000 m². Giá cả là mình sẽ còn thương lượng trực tiếp với chủ đất nha anh chị. Thì mặt tiền là 70m. Mặt tiền của mình sẽ tính từ ở bên này nè, mình sẽ đo ngang qua, mình sẽ đo ngang qua tới cái chỗ mà cái cây đưa ra ở đây nè anh chị, là bề ngang là 70. Chiều dài của mình á là khoảng 40 mấy á. Bề ngang là 70, chiều dài là khoảng 40 mấy ha. Tổng diện tích là 3.460 m². Tính ra giá là khoảng 4.150 tỷ, và giá cả là còn thương lượng.
ở trong vườn của mình là trồng 96 cây sầu riêng mỏng thon nha. Đã được 4 năm tuổi rồi. Anh chị thấy nè, đất của mình là cũng có hàng rào lưới B40 rõ ràng hết trơn rồi ha. Có ranh giới đầy đủ hết luôn, anh chị mình khỏi sợ tranh chấp ranh giới. Đây, rất là đẹp luôn. Cái này là khoảng 1 năm nữa là mình sẽ thu quay lại được rồi. Đó, sầu riêng rất là tươi tốt nha anh chị. Thì sầu riêng này á, là có hệ thống tưới tiêu sẵn hết rồi. Mình tưới rất là khỏe luôn. Còn nếu không á, thì anh chị mình không có thời gian chăm sóc thì mình có thể thuê. Thì chủ đất ở đây người ta cũng thuê á anh chị. Thì chủ đất nói là chủ thuê một người á, là tưới cây với dọn cỏ cho chủ đất. Rồi xịt phân thuốc thì tiền phân thuốc là bên chủ đất chịu. Thì cái phần mà tiền công á, là mướn á, là một tháng á, là 5 triệu ha. Đây, chiều dài của mình là tới cái cây cột ở đó đó anh chị. Đó, bề ngang thì rộng, bề dài thì nó ngắn hơn ha. Cái này là khoảng 1 năm nữa là có quay lại. Thì chủ nói là chăm sóc này thì cũng dễ lắm anh chị. Nếu mà mình không rành thì thôi mình cứ thuê. Thuê người chăm sóc cho mình thì là bây giờ là chủ cũng đang thuê luôn. Là 1 tháng là 5 triệu. Tưới nước đồ nè, rồi dọn cỏ, xịt thuốc cỏ, rồi mè xịt phơ, xịt phân, đồ vô phân cho chủ đất. Thì mỗi 1 tháng là sẽ có một cái kỹ sư sĩ. Người ta gọi là kỹ sư mà người ta làm bên cái cây ăn quả này nè anh chị. Thì sẽ có một người á, là chuyên về sầu riêng. Người ta sẽ vô đây người ta coi cái vườn sầu riêng của mình. Là coi là nó phát triển có tốt hay không. Rồi có mà bệnh hoạn hay là cần thuốc gì, ví dụ như vàng lá thì người ta sẽ cho thuốc vàng lá. Hay là người ta thấy thiếu đạm hay gì đó thì người ta sẽ cho mình thuốc đạm. Thì mình á là mình sẽ mua thuốc. Cái người đó vô, người kỹ sư đó vô á, thì mình sẽ không có trả tiền, nhưng mà mình sẽ mua thuốc ha, để mà vô cho một cái vườn sầu riêng của mình tươi tốt, cho anh chị mình cứ yên tâm. Đấy. Rất là đẹp luôn hả chủ, anh chị thấy mít quá trời mít luôn ha. Thì ở đây là chủ xây một cái nhà gọn gọn ở đây nè, để người ta đặt mấy cái hệ thống tưới tiêu rồi đó anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Thì tổng diện tích đó là 3.460 m², bề ngang là 70 m, chạy dài tới cái anh đó đang đứng á anh chị. Đó, đất thì trồng sầu riêng như thế này. Có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn, anh chị về là mình chỉ cần bật lên thôi. Đó, sầu riêng là được 4 năm tuổi rồi, sầu riêng mỏng thon nha. Rồi mình đợi thêm 1 năm nữa là mình bắt đầu là mình sẽ cho quy lại rồi ha anh chị. Cái này là nếu như mà 1 năm nữa là anh chị bắt đầu là được hưởng cái quê lợi đầu tiên luôn á. Cây rất là gọi là cây tơ ha. Nó rất là đẹp luôn. Ở bên này thì có mặt tiền sông rồi, view sông rất là đẹp. Nhà cửa thì dân cư đông đúc. Anh ơi, đất của mình là nằm ở hướng đông phải không anh? Cho em mượn điện thoại ơi. Đất hướng đông phải không ạ? Để em xem đất hướng gì nha anh chị. Nhưng mà từ ở đất á mà anh chị đi chợ Thành Lộc á, Thành Lộc á là mình đi chỉ có 3 phút thôi. Cách chợ, ở đất của mình cách chợ là khoảng 1 cây số ha. Đó, anh chị xem là có hàng rào lưới B40 đàng hoàng hết rồi ha. Đó. Anh coi nó đi, anh coi hướng. Anh coi hướng giùm em nha. Em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem ha. Đông Nam. Hướng Đông Nam ha. Rồi vậy là đất của mình là nằm ở hướng Đông Nam nha anh chị. Đây nè, đây là cái ganh của mình nè, có lưới rào B40 hết rồi. Ủa anh, bề ngang 70, chiều dài là 34 hả hay là 43? À, chiều dài là 46 ha anh chị. Dạ rồi, anh chị xem nè, cái vị trí màu xanh là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng ha. Thì từ ở đây á là em sẽ phóng lên thì anh chị sẽ thấy ngay cái vị trí miếng đất của mình luôn nè. Đó, anh chị thấy không? Này nè, đây là cái miếng đất của mình nè. Nó trồng sầu riêng ha, nằm ở bên sông nè. Nó bề ngang là 70, chiều dài là 46, trồng khoảng 96 cây sầu riêng. Thì anh chị đi khoảng tầm chừng 200 đến 300 mét thôi là mình sẽ ra tới ngoài đường tỉnh lộ 865 ha. Đó, anh chị xem đây là đường tỉnh lộ 865 nè. Nhà cửa rất là đông đúc luôn. Thì anh chị xem nè, từ cái đường tỉnh lộ 865 mà anh chị đi chợ lại chợ Thành Lộc, chợ Thành Thạnh Lộc ha, chợ Thạnh Lộc cây lậy là mình đi chỉ có khoảng tầm chừng 1 cây số thôi.
là chạy xe khoảng 3 phút là mình tới rồi. Rồi trên đường đi là mình cũng có trường học nữa nè. Còn nếu không á, ngược lại á, là mình sẽ đi lên tới chợ Thành Ủy ban của xã Mỹ Thành Bắc, cây lại rồi chợ Thành Bắc đâu ha anh chị. Đó. Đó anh chị xem. Em nhớ là ủy ban cũng gần gần đâu đây nè. Đây nè, ủy ban của xã Thành Lộc nè anh chị. Đó, nó cách gần gần chợ Thạnh Lộc cây lậy ha. Đó, mình đi khoảng tầm chừng 1 cây số là tới rồi nha. Là có khoảng 3 phút đến 5 phút thôi hà. Rất là gần luôn. Đấy. Rồi từ để em xem từ ở đây mà đi về tới bến xe miền Tây thì khoảng bao nhiêu xa ha anh chị. À, ở đây mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây. Em à, bến đây, từ ở đây mà anh chị về tới bến xe miền Tây là khoảng 82 cây số, mình chạy xe là khoảng 2 tiếng nha. Ở đây mà về bến xe miền Tây là 82 cây số, chạy xe là khoảng 2 tiếng. Còn từ ở đây mà anh chị mình về tới, để em xem về tới trung tâm của thị xã cây lậy thì khoảng bao nhiêu xa ha. Ở đây mà anh chị mình về trung tâm của thị xã cây lậy thì trung bình nó là khoảng khoảng 19 cây số, chạy xe là khoảng nửa tiếng nha anh chị. Đây nè. Ở đây mà về trung tâm của thị xã cây lậy là khoảng 19 cây số, chạy xe là 30 phút. Rồi anh chị nào mà quan tâm căn nhà vườn này thì alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em ạ. À, ngoài trước mình là có mặt tiền sông rất là đẹp luôn. À, hồi nãy em có quay mấy con cá cho anh chị mình xem luôn á, anh chị thấy không? Đó. Đất mình thì sạch đẹp không màu mã gì hết ha. Có ngon lành luôn á. Quá trời mít luôn nè anh chị xem nè. Đất ở đây là đất nước ngọt nha. Anh chị mình thích cây ăn trái gì đó thì mình trồng thêm cây ăn trái cũng được. Mà nói chung anh chị thấy mà đất trồng sầu riêng là thấy nó quá đẹp rồi ha anh chị. Rồi thì em chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nè. À rồi bây giờ em sẽ quay đường đi cho anh chị mình xem nha. Đi thôi anh. Từ đất của mình mà ra tới lộ nhựa đường tính lộ là khoảng 200m là tới ha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ chạy một đoạn cho anh chị mình xem. Mình chạy một đoạn luôn đi anh. Mình chạy tới chợ luôn đi, em thấy có 3 phút à. 3 phút 5 phút à. Đây là trường tiểu học nè anh chị. Khu này là khu chợ Thạnh Lộc rồi nè anh chị. Đó anh chị thấy nè. Chạy chậm chậm đây anh. Đó anh chị thấy không? Chợ đâu, chợ đâu. Trời anh chị thấy nè, cửa hàng quá trời luôn ha. Đó khu này rất là sầm uất nha. Đấy. Ở đây ủy ban hay gì nè? Ủy ban xã Thạnh Lộc. Ủy ban ha anh chị. Đó. Ủa anh tới chợ chưa hay là à chợ là hai bên đó hả? À
ba buổi sáng nữa ha, gần trường học nữa, khu này cũng gần trường học nha. Mình chạy thêm một đoạn nữa đi anh. Chút xíu thôi, khoảng tầm 2-3 phút thôi là anh chị thấy mấy cái cửa hàng ăn uống nào cũng rất là nhiều ha. Rồi thì Quyền Giang chào anh chị nha, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Thì anh chị nhớ bấm theo dõi, đăng ký theo dõi nha anh chị, để mà Quyền Giang sẽ quay thêm nhiều cái miếng đất, nhiều căn nhà đẹp cho anh chị mình xem nữa. Rồi em chào anh chị ha.